Xin chào các bạn đến với Tìm Hiểu Máy Tính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Laravel 5.2 trên Ubuntu Server 16.04. Thì nếu mà các bạn chưa biết á, thì Laravel là một cái mã nguồn mở của PHP Framework, được sử dụng để mà viết những cái ứng dụng trên trang web. Thì các bạn có thể lên Google để mà tự tìm hiểu về cái Laravel này. Các bạn có thể mở trang web lên, sẽ gõ là Laravel. Thì nó sẽ hiện ra cái trang chính của Laravel. Thì các bạn có thể đọc, tìm hiểu và khám phá thêm về Laravel ở đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Laravel. Phần installation. Ok. Thì các bạn chú ý là cái điều kiện của nó là phải có cài PHP phiên bản 5.5.9 trở lên. Đó. Thì nó hướng dẫn hết. Ok. Thì trước khi cài Laravel á thì đảm bảo là các bạn cài cái composer này. Ok. Get started. Thì cài đặt cho Linux. Như các bạn thấy là ở trong đây nó có những cái bước hướng dẫn để mà cài đặt Composer. Thì các bạn có thể vào trên Dialog Page. Thì các bạn có thể thấy được là đây là những cái phiên bản cài đặt của Composer. Thì các bạn có thể download về, các bạn cài. Để mình xem có Linux nó có sẵn câu lệnh cài đặt hay không nha. Thì trước khi cài mình sẽ update trước. Ok. Sau đó mình sẽ tiến hành cài đặt sudo apt-get install composer. Thì cái lệnh này cũng có thể có khả năng giúp đỡ được mình cài composer bằng dòng lệnh, không cần phải tải dày. Yes. Ok. Để mình kiểm tra xem cái composer có được cài đặt vào chưa nhé. Gọi composer. Ok. Như các bạn thấy là phiên bản cài đặt là 1.0.0 beta 2 này nha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt Laravel 5.2 vào. Thì để cài đặt thì các bạn cần vào cái web server. Ok. Như các bạn biết là trong những cái bài trước á, mình đã cài đặt cái WordPress ở trên đây. Thì hôm nay mình sẽ cài đặt cái Laravel trong một cái thư mục của cái web có sẵn. Thì ví dụ là trang web của bạn là tìm hiểu máy tính.com, thì mình sẽ đặt cài đặt là tìm hiểu máy tính.com search app hay là cái gì đó, thì bạn sẽ truy cập cái ứng dụng trong cái thư mục app. Vậy ha. Các bạn quay trở lại cái trang chính của Laravel á, thì các bạn thấy là sau khi mình cài cái composer rồi thì mình có thể cài đặt Laravel. Ok, thì mình sử dụng cái lệnh là composer create project. Vậy các bạn nhấn enter. Các bạn thấy là nó sẽ tạo một cái thư mục tên là Laravel ở trong cái web có sẵn. Thì lát nữa thì mình sẽ truy cập vào cái trang này, sau đó mình xịt Laravel thì mình sẽ vô được cái trang chính. Các bạn có thể thấy là phiên bản là 5.2.31 nhé. Thì quá trình đã cài đặt xong thì tiếp theo mình cần cấu hình cái quyền trong cái thư mục Laravel. Ok. Các bạn thấy là đây chính là cái quyền hiện tại của trong thư mục Laravel. Thì mình cần chú ý là cái thư mục Storage và cái thư mục Bootstrap Cake là cái web server phải được quyền chỉnh sửa những thư mục đó.
mình làm như sau. Ok. Tiếp theo là thêm một cake. Ok. Thì bây giờ mình kiểm tra lại trang web nhé. Trước hết thì mình đã xem cái IP của mình là bao nhiêu. Ok, 1.268.2.4.136. Ok, có sẵn rồi nè. Thì các bạn chỉ cần xịt cái mục Laravel. Để các bạn có thấy được là những cái mục ở đây, nhưng mà các bạn cần phải thêm chữ public nữa nha. Thì các bạn thấy được là nếu mà nó hiện được chữ Laravel rồi á, thì có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công cái Laravel ở trên Ubuntu Server. Để khuyến mãi cho các bạn á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt ý lòng, cách bỏ cái public này. Có nghĩa là các bạn chỉ cần truy cập duyệt Laravel thôi là xem được cái ứng dụng này. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ đổi cái tên của cái server PHP này thành index.php. Ok. Sau đó mình copy cái file active access nằm trong public. Ok, mình copy ra ngoài. Ok, mình xem lại. Ok. Thì mình đã có file active access ở đây. Và cái file server.php đã được đổi thành index.php sau khi mình xóa public. Các bạn thấy là sau khi mình xóa cái public á, thì chúng ta vẫn truy cập được Laravel bình thường. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái route mẫu thử để xem nó có hoạt động được một cách bình thường không nha. Thì mình cần vào thư mục app HTML. Ok, app thôi. HTTP. Ok. Như các bạn thấy là cái file route này nó chứa tất cả những đường dẫn mà mình sẽ tạo ra ở trong Laravel. Thì mình sẽ chỉnh sửa trong đây. No route. Ok. Như các bạn thấy là nếu mà các bạn vào cái mục chính á, thì nó sẽ trả lại cái view là welcome. Thì những cái này mà thì các bạn có thể từ từ nghiên cứu học sau nha. Mình thử nha. Ok, route get. Nếu mình test đi thì mình cho nó một cái function, mình trả nó về một cái function là, thì mình sẽ return là tìm hiểu máy tính .com. Ok, sau mình lưu lại là Ctrl X. Yes. Mình mở web coi thử nhé. Có nghĩa là khi mà mình vô trang chủ mà có cái suyệt test á. Ok. Unexpected. Ok, mình kiểm tra lại nhé. Ồ, nhầm. Cái này là cái ngoặc ngoặc gì ta? Ngoặc gì mà có nhọn nhọn á. Ok, lưu lại. X. Okay, mở lại nào. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất thành công cài đặt Laravel và mình tạo một cái route thử cho các bạn xem. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tiếp theo nhé.